Ốc bươu bà con, ốc bươu nó cứng cứng, nó dai dai, giòn giòn vậy đó. Nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà không phải ai cũng ăn được ốc bươu. Mặc dù nó tốt, nhưng mà những người có bệnh thế này ăn ốc bươu vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi, là người bị nhiễm khuẩn đường ruột, người bị viêm loét dạ dày, bị gút. Những gì liên quan đến đường ruột là không ăn được ốc bươu. Vui lòng đừng ăn ốc bươu, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, là những người có nhiễm khuẩn đường ruột, viêm loét dạ dày, bệnh gút, những gì liên quan đến đường ruột là vui lòng đừng ăn ốc bươu, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình nha bà con. Đó, còn ngoài ra là ốc bươu nó tốt cho sức khỏe, là nó tốt cho mắt, bổ thận, tăng cường sức mạnh cơ bắp, bổ sung canxi, thanh nhiệt, nó chữa sơ gan, viêm sơ gan, mãn tính tốt cho tim mạch, tiểu đường, tốt cho mắt. Nhưng mà không ăn quá 2 lần trong một tuần. Nhớ nó tốt không phải là ăn một ngày nào cũng ăn được. Nhưng mà riêng cái ốc bươu này, bà con một tuần chỉ ăn 2 lần thôi nha bà con. Ăn bình thường, bà bầu, phụ nữ sanh con và cho con bú, ăn ốc như các loại ốc khác bình thường, nhưng chỉ là 200g một lần ăn. Ai ăn cũng 200g một lần ăn nha bà con. Chứ còn không là ăn nhiều là không tốt. Ốc bươu nó tốt nhưng mà phải ăn vậy thì nó mới tốt. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.